Người cương tốn mệnh mộc xây nhà năm 2020 hướng đông tứ mệnh hay tây tứ mệnh hợp hướng được lộc trời cho, giàu sang vô đối. Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại chương trình Phong thủy may mắn. Tôi là Như Quỳnh, trợ lý của thầy Gia Cát. Lời đầu tiên cho chúng tôi xin được gửi lời tri ân tới toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phong thủy nhà ở của chúng tôi. Các bạn thân mến, trong suốt thời gian qua thì Phong thủy Gia Cát đã nhận được rất nhiều ý kiến của quý vị khán giả hỏi về phong thủy nhà ở, đặc biệt là vấn đề xây nhà năm 2020, 2021, 2022 và phương pháp hóa giải nhà không hợp hướng bị phạm vào tuyệt mệnh, ngũ quỷ, lục sát, họa hại và những câu hỏi về kết quả tài lộc cho những người ở nhà hợp hướng, phục vị, thiên y, diên niên, sinh khí. Phạm vào hướng xấu thì có nên kết quả tài lộc hay không? Ở hướng tốt thì cần phải hóa giải điều gì? Được sự tư vấn tận tình của thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt về vấn đề này, hôm nay Phong thủy may mắn sẽ chia sẻ cho các bạn về kiến thức chọn hướng nhà tốt để có thể xây dựng vào năm 2020 cũng như là cách hóa giải hướng nhà xấu. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên thì ta xét đến những người mệnh tốn. Nam mạng bao gồm những người sinh năm 1924 Giáp Tý, 1933 Quý Dậu, 1942 Nhâm Ngọ, 1951 Tân Mão, 1960 Canh Tý, 1969 Kỷ Dậu, 1978 Mậu Ngọ, 1987 Đinh Mão, 1996 Bính Tý, 2005 Ất Dậu, 2014 Giáp Ngọ, 2023 Quý Mão. Đối với nữ mệnh bao gồm những người sinh năm 1926 Bính Dần, 1935 Ất Hợi, 1944 Giáp Thân, 1953 Quý Tỵ, 1962 Nhâm Dần, 1971 Tân Hợi, 1980 Canh Thân, 1989 Kỷ Tỵ, 1998 Mậu Dần, 2007 Đinh Hợi, 2016 Bính Thân và 2025 Ất Tỵ. Người mệnh tốn mộc có bốn hướng tốt đó là đông nam phục vị, nam thiên y, đông diên niên, bắc sinh khí. Bốn hướng xấu đó là tây bắc họa hại, đông bắc tuyệt mệnh, tây lục sát, tây nam ngũ quỷ. Vậy với những người mệnh tốn xây nhà vào năm 2020 thì những hướng nào tốt, hướng nào xấu và cách hóa giải ra sao? Mời quý anh chị cùng theo dõi. Đầu tiên thì chúng ta cùng tìm hiểu về hướng đông nam thì gồm có ba sơn thìn tốn tỵ 112,5 đến 157,5 độ, năm canh tý sao lục bạch đáo đến lục bạch ngũ hành thuộc kim và đáo và đông bắc ngũ hành thuộc mộc, kim mộc tương khắc không tốt. Với nhà tọa càn hướng tốn và tọa hợi hướng tỵ phạm mộ long biến vận, không nên xây mới, nếu xây chọn vào ngày tháng cát lành đó là tháng 3 và tháng 4 âm lịch. Còn tọa thìn hướng tuất không phản sát nên cứ sau đồng chí mà làm. Trong trường hợp anh chị vẫn chưa yên tâm, hãy liên hệ trực tiếp với chuyên gia phong thủy để được tư vấn chi tiết cụ thể. Còn người mệnh tốn mà xây nhà và ở hướng đông nam thuộc đông tứ mệnh hợp hướng được phục vị là sao tả bồ thuộc mộc hướng đông nam, tự quái là tốn, chủ về khoan dung, nam giới coi trọng gia đình, trị gia trước rồi mới bình thiên hạ, gặp nhiều sự không thành, hao tổn tài lộc, đặt cửa giường tại phục vị để hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Do hướng này hợp với trạch chủ nên tốt thì hợp tốt, xấu thì hợp xấu. Nếu tốt thì gia chủ phát rất nhanh, còn xấu thì hung họa khôn lường. Vì vậy, với hướng này cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp người trong nhà có cuộc sống thuận hòa và tài lộc hơn. Còn về hướng nam thì gồm ba sơn bính ngọ đinh 157,5 đến 202,5 độ, năm 2020 xây nhà đại cát. Vì vậy những nhà tọa bắc hướng nam cố gắng tận dụng mà làm, thời gian tốt nhất để khởi công động thổ đó là tháng giêng 2, 4, 6, 7, 8 và 9 âm lịch. Trong trường hợp cần tu tạo sửa chữa nên chọn tháng 2 và tháng 7 âm lịch sẽ rất là cát. Cần tham khảo thêm ý kiến của chuyên gia phong thủy để được cát lành và may mắn hơn. Người mệnh tốn xây nhà hướng này thuộc đông tứ mệnh hợp hướng được thiên y, thuộc sao cự môn thổ hướng đông bắc, tự quái là cấn, chủ về sức khỏe, vượng tài phát lộc, lợi cho phụ nữ, tính cách khoan dung nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Nếu bệnh lâu ngày vô sinh, sinh con khó nuôi, tài vận trục trặc nên mở cửa đặt giường tại thiên y theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy để được hóa giải. Ngoài ra thì cần sử dụng pháp khí phong thủy đó là gương bắt quái tinh cầu treo trước cửa nhà để chấn những sát khí xấu do ngoại cảnh mang lại, giúp gia chủ có được cuộc sống thịnh vượng hơn. Hướng tiếp theo đó là hướng đông gồm ba sơn giáp mão ất 67,5 đến 112,5 độ, phạm ngũ hoàng đại sát là sát tinh lớn nhất của năm. Ngũ hoàng ngũ hành thuộc thổ đáo đến mộc cung hướng đông, mộc khắc thổ nên những nhà tọa tây hướng đông tuyệt đối không xây mới, không sửa chữa trong năm 2020 bất kể bạn tuổi gì. Hơn nữa tọa dậu hướng mão còn phạm vào mộ long biến vận nên để sang năm 2021 hãy làm để được nhiều may mắn
mắn cát lành, vì ngôi nhà là nơi ta sinh sống cả đời, vì vậy không nên làm ở, kẹo rước họa vào thân. Người mệnh tốn mà xây nhà hướng này thuộc đông tứ mệnh nên hợp hướng được duyên niên là sao Vũ Cúc thuộc kim, hướng tây bắc tự quái là càn, chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành, nhiều phúc lộc. Nếu thấy khó kết hôn, khó khăn vất vả nên đặt cửa rừng về phía duyên niên theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy để có thể hóa giải, hoặc sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ trước khi làm nhà để được may mắn cát lành hơn. Còn trong trường hợp ngoại cảnh phía trước nhà không tốt, ta cần phải có pháp khí phong thủy, đó là gương bắt quái tinh cầu để hóa giải ngay lập tức, giúp gia chủ có được may mắn và tài lộc. Còn về hướng bắc gồm ba sơn nhâm tý quý 337,5 đến 22,5 độ, thái tuế tại tý hướng bắc là chính thái tuế, với nhà tọa ngọ hướng tý phạm tuế phá vào tam sát, hướng phạm thái tuế nên tuyệt đối không xây mới. Nhà tọa bính hướng nhâm phạm tam sát cũng không nên xây, nhà tọa quý hướng đinh phạm hổ long biến phận sát cũng không nên xây mới. Trong trường hợp bắt buộc phải xây mới thì cần phải được sự tư vấn từ chuyên gia phong thủy. Người mệnh tốn ở hướng này thuộc đông tứ mệnh hợp hướng được sinh khí nên rất cát lành, được xếp vào hàng đại cát đại lợi, vì sinh khí tượng là sao tham lam thuộc mộc hướng đông tượng quái là chấn, chủ về nhân ái tài lộc thăng quan lợi cho đàn ông, giúp người ta có sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho các tường và thuận lợi. Nếu học không vào, khó thành tài, gia cảnh sa sút, đặt cửa bàn học giường ngủ tại sinh khí sẽ hóa giải. Việc sắp xếp lại bố cục phong thủy thì cần phải có sự tư vấn của chuyên gia phong thủy nổi tiếng và uy tín làm sẽ được cát lành hơn. Ngoài ra với hướng này thì cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, đó là gương bắt quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp người trong nhà có cuộc sống thuận hòa và tài lộc hơn. Xét sang hướng tây bắc thì gồm có ba sơn tuất càn hợi 292,5 đến 337,5 độ. Năm 2020 bát bạch tài tinh đáo đến, bát bạch ngũ hành thuộc thổ, đáo kim cung thổ kim tương sinh nên hướng tây bắc có thể sửa chữa xây mới được. Với nhà tọa tị hướng hợi phạm tam sát nên tuyệt đối không xây mới vào năm 2020. Còn các sơn khác nếu muốn làm nên khởi công vào tháng 4, tháng 6, 11 sẽ rất cát. Còn nếu muốn tu tạo sửa chữa thì chọn thời điểm sau đông chí, khi đó tiết khí thay đổi làm sẽ rất cát. Người mệnh tốn mà ở hướng này thuộc tây tứ mệnh không hợp hướng, bị phạm vào họa hại là sao lộc tồn thuộc thổ hướng tây nam, tượng quái là khôn, chủ ý tổn thương cơ thể suy yếu, dễ nản chí, cô độc nghèo khổ nên xấu vô cùng. Cần phải có phương pháp hóa giải hợp lý như nhờ thầy phong thủy giỏi sắp xếp lại bố cục phong thủy nhà ở, đặt vị trí phòng ban hợp lý, sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải trước khi xây nhà. Còn trong trường hợp mà đang ở nhà hướng này rồi thì phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng. Hướng tiếp theo đó là hướng đông bắc gồm 3 sơn sửu cấn dần 22,5 đến 67,5 độ. Năm canh tí 2020 nhất bạch tài tinh đáo đến, nhất bạch ngũ hành thuộc kim đáo và đông bắc ngũ hành thuộc thổ, thổ kim tương sinh nên năm 2020 xây mới hay tu tạo sửa chữa rất cát. Với nhà tọa thân hướng dần không nên xây mới vì hướng dần phạm vào mẫu kỷ đô thiên sát, anh chị cần phải chọn tháng 4, tháng 9 âm lịch. Nếu tu tạo sửa chữa chọn vào thời điểm tháng 4, tháng 6 âm lịch và liên hệ trực tiếp với thầy phong thủy để có thể lựa chọn ngày giờ may mắn bổ long phù sơn cho gia chủ. Người mệnh tốn xây nhà hướng đông bắc thuộc tây tứ mệnh nên không hợp hướng, bị phạm vào tuyệt mệnh, mà tuyệt mệnh là sao phá quân thuộc kim, tượng quái là đoài, chủ về xung đột, nhiều khó khăn, dễ tai nạn, lắm bệnh tật, con cái kém cỏi. Đặt cửa dừng ở đây dễ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Vì vậy những người này khi mà xây nhà hướng này cần hết sức lưu ý đề phòng, cần phải có những phương án hóa giải tối ưu cho người tuổi này như nhờ thầy phong thủy giỏi về khảo sát và lập hồ sơ thiết kế phong thủy, thiết kế bố trí lại các phòng ban hợp lý trong 5 tháng ngày giờ đẹp để làm. Ngoài ra sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ trước khi xây nhà để có thể hóa giải. Trong trường hợp mà gia chủ đang ở nhà hướng đông bắc rồi thì cần phải có phương pháp trấn hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng. Xét sang hướng tây thì gồm có ba sơn canh dậu tân 247,5 đến 292,5 độ. Năm 2020 canh tí cửu tử đáo đến, cửu tử ngũ hành thuộc hỏa, đáo kim cung hỏa kim tương khắc nên hướng này không được cát. Những nhà tọa mão hướng dậu phạm tam sát thì tuyệt đối không xây mới. Nhà tọa giáp hướng canh và tọa ất hướng tân có thể xây mới trong năm 2020. Tuy nhiên nếu biết chọn năm tháng ngày giờ tốt, đúng thời điểm nhật nguyệt đáo sơn vẫn có thể tu tạo sửa chữa và xây mới được. Nếu xây mới thì chọn tháng 3, 4, 5 và 10 âm lịch. Để việc sửa chữa được tốt nhất, anh chị chọn tháng 4 và tháng 5 âm lịch sẽ rất cát. Để được tư vấn chi tiết, anh chị cần liên hệ trực tiếp với thầy phong thủy để việc khởi công động thổ được cát lành may mắn.
Người mệnh tốn xây nhà hướng này phạm vào lục sát thuộc Tây tứ mệnh nên không hợp hướng, mà lục sát là sao Văn Khúc thuộc Thủy tự quái là khảm, chủ bị thị phi, tâm lý rối loạn, luôn thấy bất an. Vì vậy, nếu gia chủ vẫn quyết định xây và ở trong nhà này thì phải chọn cách hóa giải như sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ trước khi xây nhà, thiết kế lại phong thủy nhà theo đúng cách của phong thủy hoặc tìm đến chuyên gia phong thủy nổi tiếng của phong thủy may mắn để có thể hóa giải và được tư vấn trực tiếp. Trong trường hợp mà gia chủ mệnh tốn đang ở nhà hướng Tây rồi thì cũng cần phải có cách hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy trấn trạch, đó là gương bát quái tinh cầu, và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng. Tiếp theo thì ta sẽ xét đến hướng Tây Nam thì gồm có 3 sơn mùi khôn thân từ 202,5 đến 247,5 độ. Năm 2020 sao tứ lục đáo đến, tứ lục ngũ hành thuộc mộc đáo đến Tây Nam ngũ hành thuộc thổ, mộc thổ tương khắc nên xây mới cũng không được cắt cho lắm. Hơn nữa vào năm 2020 sơn thân phạm vào mậu kỷ đô thiên nên không xây được. Sơn mùi và khôn nếu xây mới chọn tháng vượng, đó là 3, 4, 5, 6 và 9. Trong trường hợp tu tạo sửa chữa thì nên chọn tháng 9 và tháng 10, khi đó tiết khí thay đổi làm sẽ rất là cát. Những người mệnh tốn xây nhà hướng này thuộc Tây tứ mệnh không hợp hướng, bị phạm vào ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sao Liêm Trinh thuộc hỏa, tượng quái là ly, chủ về nóng nảy, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp kiện tụng, con cái khó dậy. Hơn nữa vào năm 2020 nếu xây bất chấp sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Theo phong thủy, chính tông môn phái khuyên bạn không nên ở hướng này. Nếu có điều kiện thì nên bán đi, mua ở nơi khác cắt lành và hợp hướng với mình hơn. Về hóa giải hướng nhà xấu, nếu làm được từ đầu như sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ hoặc thiết kế lại bố cục phong thủy theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn cũng sẽ hóa giải được phần nào những hung họa do sai hướng nhà. Còn trong trường hợp người mệnh tốn đang ở nhà hướng Tây Nam thì cũng cần phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách của nhà không hợp hướng. Phong thủy may mắn đã hướng dẫn quý anh chị và các bạn chọn hướng làm nhà phù hợp cho người mệnh tốn và phương pháp hóa giải nhà sai hướng. Mời quý anh chị và các bạn tiếp tục theo dõi bài phân tích lựa chọn bố cục nhà như là chọn hướng cửa, chọn hướng bếp, phòng ngủ, ban thờ cho người mệnh tốn. Chi tiết như sau. Hướng cửa nhà hợp với người mệnh tốn nên lấy tọa Tây hướng Đông trường tồn và bền vững, tọa Tây Bắc hướng Đông Nam bình ổn, tọa Bắc hướng Nam sức khỏe, mau lành bệnh, hoặc là tọa Nam hướng Bắc thì phát triển. Màu cửa hợp với mệnh tốn mộc đó là xanh da trời, xanh lục, vàng, nâu cà phê, xanh, xám, xanh lam. Chọn phòng ngủ cũng như là hướng đặt đầu khi ngủ ở các hướng Bắc, Nam, Đông và Đông Nam. Nếu đặt ở các hướng ngược lại sẽ gây mất ngủ, đặc biệt là hướng Tây Nam sẽ bị ngủ mê. Còn hướng đặt bếp, hướng cửa bếp cũng như là hướng cửa phải quay về hướng tốt, miệng bếp tốt nhất là hướng Bắc. Làm như vậy có thể khiến tinh thần sung mãn, sảng khoái, tăng thêm sức sống. Nếu gia chủ đang mắc bệnh lâu năm khó chữa thì nên chọn cửa bếp ở phía Nam sẽ giúp mau lành bệnh. Không nên để hướng chính là Nam hành hỏa rất là bất lợi, mà nên để chất 15 độ. Cũng như là các mạng khác khi chọn hướng nhà, hướng cửa thì thường là xem cho đàn ông trụ cột gia đình, còn hướng bếp, hướng giường thường là xem cho phụ nữ. Hướng làm việc tốt cho người mệnh tốn là quay lưng về hướng Nam, mặt hướng Bắc. Màu sắc phù hợp với người mạng tốn đó là hành mộc xanh da trời, hành thủy đen xanh lam, màu kỵ, hành kim vàng kim trắng, hành hỏa đỏ tím cam, màu trung tính hành thổ vàng coffee. Màu khai vận đó là màu xanh lục xanh lam, trong ngũ hành trong mộc có mang hỏa, mộc sinh hỏa là sinh khí, mộc với mộc là vượng khí. Do đó màu xanh lục và màu xanh lam thường được người tuổi Dần sử dụng với mong muốn là mở rộng mối quan hệ ngoài xã hội và hạn chế rủi ro đến với mình. Còn màu suy đó là màu trắng, kim khắc mộc, hỏa khắc kim, vì vậy trong cuộc sống thì bạn nên hạn chế sử dụng màu trắng. Con số khai vận đó là số 2 và số 7, con số suy đó là số 4 và số 9, con số thích hợp trong xây dựng nhà cửa đó là 1, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 30 và 31. Việc lựa chọn cho mình hướng nhà hợp lý là điều hết sức quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến số mệnh của một đời người. Vì vậy, việc xây nhà và lựa chọn bố cục phong thủy nhà ở phải hết sức hợp lý để phù hợp với công năng sử dụng của tất cả những người trong gia đình, giúp cho gia đình bạn có được cuộc sống viên mãn hơn. Để việc xây nhà được cắt lành, ta xét đến các yếu tố sau. Đó là mộ long biến vận sát. Phạm mộ long không được tọa nhà ở đó sẽ làm cho người đàn ông lớn trong nhà giảm thọ, phạm mộ long không hóa giải được.
chỉ có cách là đợi tháng nào có cát tinh đến thì sửa, tạm thời chấp nhận. Ví dụ vào năm Kỷ Hợi, xây dựng căn nhà tọa Tý hướng Ngọ, long mạch từ Tý đến. Long Tý đem đối chiếu với bảng hồng phạm ngũ hành thì thuộc hành thủy, thủy cục thì mộ khố tại Thìn. Xét năm Kỷ Hợi, lấy ngũ thử độ thì ta khởi Giáp Tý. Giáp Tý ất Sửu Bính Dần Đinh Mão Mậu Thìn, ta biết rằng vào năm Kỷ Hợi, mộ khố của căn nhà tọa Tý là Mậu Thìn, có nạp âm là Đại Lâm Mộc, mà năm Kỷ Hợi có nạp âm là Bình Địa Mộc, bằng với mộ long là tốt. Hành của mộ long bằng sinh nhập và khắc xuất, nạp âm năm tháng ngày giờ tốt, sinh xuất và khắc nhập là hung. Vào năm 2020, mộ long tại bốn sơn Càn, Hợi, Đoài, Đinh. Vì vậy, những nhà hướng Đông Nam tọa Càn hướng Tốn, hỏa Hợi hướng Tỵ thì không xây mới. Nhà hướng Tây tọa Mão hướng Dậu không xây mới. Nhà hướng Bắc tọa Đinh hướng Quý không xây mới, bất kể là bạn tuổi gì. Cần phải tham khảo thêm ý kiến của chuyên gia để được tư vấn chi tiết cụ thể, từ việc chọn lựa thời điểm làm nhà đến tư vấn bố cục phong thủy hợp lý với thế đất và tuổi của gia chủ, đảm bảo cho việc xây nhà vào năm 2020 được cát lành may mắn. Về thái tuế khả tọa bất khả hướng, có nghĩa là nếu năm 2020 năm Tý thì hướng Tý Bắc phạm vào thái tuế, vì vậy tất cả những nhà hướng Bắc đều không xây được. Do thái tuế là tối đẳng thượng thần, là thần sát lớn nhất trong năm, vì vậy không nên động chạm vào. Thái tuế tốt thì không gì tốt bằng, nhưng khi phạm vào thì hung họa cũng thật khó lường. Do vậy, những nhà hướng Bắc năm 2020 trong trường hợp bắt buộc phải xây mới cần phải xem xét thật kỹ. Nhà phạm vào âm dương sai thác là tiến thoái lưỡng nan, còn gọi là âm dương sai thố. Nhà loại này thì hay bị kiện tụng miệng tiếng thị phi khẩu thiệt, tổn nhân đinh dễ mất chức, giới sĩ thì bị bôi bẩn ven ố. Nhà này gọi là nhà bại cục. Sửa nhà cơi nới ngoài các yếu tố trên thì chú ý thêm không được sửa vào năm nhị hắc đáo hướng, đó là hướng nam vào năm 2020. Như vậy trong 24 sơn hướng, những mảnh đất có sơn hướng sau thì không được khởi sự, đó là Tý, Ngọ, Nhâm, Quý, Sửu, Cấn, Dần, Giáp, Mão, Ất, Mộ, Long tính riêng cho từng hướng. Các sơn hướng khác thì cần phải có sự tư vấn của chuyên gia phong thủy để chọn được thời điểm và bố cục xây nhà hợp lý nhất. Về tuế phá, đối diện thái tuế là tuế phá, có nghĩa là nếu năm 2020 năm Tý thì hướng Ngọ Nam phạm. Vì vậy tất cả những nhà hướng Nam có tọa độ 180 cộng trừ 7,5 độ thì không nên xây mới bất kể bàn tuổi gì. Vì vậy trước khi xây thì cần phải đo đạc cẩn thận xem nhà mình có rơi vào tọa độ này hay không. Nếu đúng thì không nên xây nhà mà chọn năm khác để xây. Còn rơi vào những nhà số khác thì cần phải tham khảo ý kiến của chuyên gia trước khi xây mới hay là sửa chữa để được cát lành nhất. Còn về tam sát thì khả hướng bất khả tọa, tam sát bao gồm tuế sát, kiếp sát, tai sát, chúa tể của âm khí, chết chóc của bệnh tật nặng. Về năm Dần, Ngọ, Tuất, sát hướng Bắc, năm Thân, Tý, Thìn, sát hướng Nam, năm Hợi, Mẹo, Mùi, sát hướng Tây, còn năm Tỵ, Dậu, Sửu, sát hướng Đông. Còn năm 2020 kỵ tọa Nam, vì vậy những nhà hướng Nam không nên xây mới trong năm 2020. Về sao Lực Sĩ, vốn là sao hộ thần của sao Thái Tuế, là hung tinh, là thần hung ác, gây sát thương, tai nạn, tai họa bất thình lình. Về cách tính Lực Sĩ, Hợi, Tý, Sửu, Lực Sĩ tại Cấn, Dần, Mão, Thìn, Lực Sĩ tại Tốn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Lực Sĩ tại Khôn, Thân, Dậu, Tuất, Lực Sĩ tại Càn. Năm 2020 kỵ hướng Đông Bắc, vì vậy những nhà tọa Khôn hướng Cấn thì không xây mới hay sửa chữa trong năm 2020. Về ngũ hoàng sát, ngũ hoàng được tính theo huyền không phi tinh, ngũ hoàng là đại sát tinh, chủ về bệnh tật, chết chóc, tai nạn, bại sản. Năm 2020 ngũ hoàng đại sát hướng Đông, để tránh những tai họa do ngũ hoàng đại sát mang đến, những nhà hướng Đông năm 2020 tuyệt đối không xây mới hay sửa chữa. Về mậu kỷ đô thiên sát, kỵ tọa nhà năm giáp kỷ tại sơn Thìn Tỵ, tối kỵ luôn vào tháng Thìn Tỵ, đó là tháng 3 và tháng 4, năm Ất Canh tại sơn Dần Mão, năm Bính Tân tại sơn Tuất Hợi, năm Đinh Nhâm tại sơn Thân Dậu, năm Mậu Quý tại sơn Ngọ Mùi. Năm 2020 thì không tọa nhà sơn Dần Mão, những nhà hướng Đông Bắc tọa thân hướng Dần và tọa nhà hướng Đông tọa Dậu, hướng Mão thì không xây mới bất kể là bạn tuổi gì. Không phạm lạc quái. Lạc quái là đường sơn hướng của nhà, đường tâm cổng cửa năm sát vào đường phân tuyến giữa các quẻ. Lạc quái là tiến thoái bất nhất, vợ chồng lục đục, anh em bất hòa, văn nhân hay mắc phải bệnh tâm thần, nhiều sự việc bất hạnh liên tiếp xảy ra, người ta gọi là lạc quái, đó là tệ cục. Quý vị và các bạn,
vừa theo dõi bài phân tích của chuyên gia phong thủy về việc tư vấn năm 2020. Như quý vị đã biết, phong thủy là một bộ môn khoa học có từ hàng ngàn năm trước. Nó đã được kiểm chứng trong suốt thời gian dài. Vì vậy, chớ nên coi thường yếu tố phong thủy khi tiến hành xây mới hay sửa chữa nhà cửa. Điều chắc chắn là đừng để nước đến chân rồi mới chạy. Nếu có ý định làm nhà thì hãy chuẩn bị trước ít nhất từ 3 đến 6 tháng, thậm chí là từ 1 đến 5 năm để chủ động trong việc chọn thời điểm cũng như là thiết kế bố cục phong thủy hợp lý. Không nên để ý quá nhiều vào việc mình tuổi gì, mà hãy xem mảnh đất nhà mình định làm được những hướng bao nhiêu độ, tọa bao nhiêu độ, sau đó sử dụng la bàn, la kinh hay là điện thoại tốt để đo xem hướng đó bao nhiêu độ rồi cho thầy biết, thầy sẽ cho bạn lời khuyên. Tất nhiên thì còn nhiều yếu tố ngoại loan đầu và rất nhiều yếu tố khác nữa. Vì vậy, việc lựa chọn được thời điểm nhà là hết sức quan trọng, cần phải có được sự tư vấn từ các chuyên gia phong thủy uy tín. Bởi vậy nên quý anh chị đừng ngần ngại liên hệ với các thầy phong thủy của Phong Thủy May Mắn để được tư vấn chi tiết cụ thể. Hãy đăng ký kênh để nhận được những kiến thức phong thủy bổ ích ứng dụng trực tiếp vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo.